đây khu vực của các sư huynh chuyên làm điền này, hàng cục mát mẻ quá đấy có nhỉ. Gió mát mẻ kinh đấy. Con này nằm đấy ghê đấy nhỉ. Chưa là mức đỏ này. Đám đỏ thì là đa cái là nhiều nơi mình gọi là si đấy, nhưng mà thế nó là đá búp đỏ. Cái này nhiều tiền không bố? 2,5 triệu. Đấy kinh chưa? Nằm đây như con thú nhỉ? Đấy. Ghê đấy. Chiếu đẹp. Đấy cái mầm nó như đỏ như quả ớt. Đỏ như quả ớt. Đỏ to như quả ớt. Rồi. Xem có bố bàn luận cái gì ra. Nghe chưa? Nhà này là của sư huynh nào nhỉ? À bao tiền đấy? 3 triệu. Nhà kép à? Hay là nhà đơn không biết? Nhà đơn. Đẹp đấy. Đấy, dáng làng đẹp đấy. Nhưng không phải đỏ anh ạ. Đó. Chả đỏ cũng được, có sao đâu. Cây đút vào túi sách. Đây. Cái gì đấy? Đây, 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 cô lại chào thì thế chứ. Cũng một cốp xe tất nhiên. Quá nhìn thấy cái gì? Dáng làng ba thân đẹp mà. Quá đẹp. Quá đẹp. Đây, bị gì đây? Đà, đây đây. Si. Si đề. Đấy, mấy cục cái đẹp ấy. Bọn em lên YouTube này. Đúng rồi. Đẹp đấy. Người 1 triệu nó phải đẹp hơn người 12 triệu. Hỏi con của ông quá đẹp. Phải mất thịt lá đi. Phơi răm ra. Không, ông bán cái thứ thôi à. Đây là mình ai rồi, ăn ai không dùng nhà. Không bây giờ về ship thì nó tiếng cắt cái tử ra. Đây. Niềm tin không? Si đây. Đó. 1 triệu. Này mà làm ra cái bóng này đẹp lắm. Này có cái bóng đẹp. Lấy về mình trồng thuê chợ. Đừng để. Này, ơi, lấy nhá. Để đến cái rau cơ biển. Qua vừa mới nhận được tiền bán ấy kìa. Vâng, thích rồi. Ra. Xong mất rồi. Thôi, để đấy. Lượn lang thang.
á. Dạ đẹp. Chiều hôm nay. Thế à? Mốt về vứt đâu chả được 5-3 củ. Nó cứ cắt dây đâu, đóng một chậu. Đúng rồi. Ngày xưa nó trồng kiểu gì mà nó được cái bệ nó ghê thế nhỉ? Quấn trong người à? Cái chậu cao à? Chậu nó 3 tháng rưỡi rồi, trồng cái lò đâu mà ấy. Xong rồi. Cái gì lạ mắt thế nhỉ? Em cả. Đây mắt. Mắt này ra chưa cho. Pepsi. 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 Đấy, con đấy sao bóng làng đẹp lắm ấy. Thế để ở cái bàn nhỏ nhỏ đẹp. Biết là nó phải xinh nhỏ không? Nhỏ ba. Đâu? Nhỏ. Con này chưa chỉ nát to. Cục Nam Điền đấy cũng hay lắm chứ đùa. Bán rẻ nhất đây nhỉ? Cái này là bán rẻ nhất đây. Bệ của nó theo kịp đó thì đẹp. Bệ của nó không theo kịp. Án tiếc. Toàn tiêu tiền mồm đúng không? Thao một bê bê nghe nhở? Toàn được tiêu tiền mồm. À đây. Được nhưng người ta trả đấy nhưng mà đấy nó cứ bị chậm nó hơi buồn. Đẹp thì mất ngay. Đẹp ba vai đẹp. Mà đi về tí đẹp quay này là tiền đến 2 tí rồi thấy là quay này là tiền. Đấy chưa ra là được. Từ đầu tiên ra đây. Lục vừng này. Lục vừng này quen quen rồi.
đổ đồ là 2 triệu. Đó cho khách hỏi giá cho khách quan có nhá. Khi em hỏi nhiều khi không chính xác. 2 triệu. Kiệt đi. Dạ vâng.